Nhìn thấy Trinh, các bạn lúc nào cũng thấy Trinh cứ như vậy thôi mà Trinh phát triển nha. Đây, đây là món gỏi, Trinh ăn đi Trinh. Ăn đi để chung quay cho Trinh. Đó, đây là dĩa gỏi của bạn Hương. Dạ, Hương đi lạnh lắm đó. Đó, bạn Hương ăn cái này mà chưa ăn cả... Đó, cuốn này. Ngon. Sí, wow. Rất ngon, rất ngon. Con cái bịch, ăn luôn cái bịch luôn rồi. Oh my god, bạn này ăn luôn cái bịch. Ham ăn. Quá ham ăn. Ôi, không được đó. Chết tôi. Đây là một bạn, bạn gì quên rồi. Hạnh. Bạn này tên Hạnh, là bạn của Trinh. Bạn này bằng tuổi bé Uyên. Mà bắt bé yêu à. Nhưng mà bạn này ăn cũng giống bạn Trinh lắm nè. Tí, ăn rất là dữ. Cười rất là mãn nguyện. Chào lại cười mạnh. Dạ, các bạn cũng thấy đó, thấy chưa? Tôi nói đâu có sai đâu. Tí. Thôi, đừng có che miệng nữa. Thấy cái chả giò trong miệng rồi. Hương ơi, Hương ăn hết à. Hương ăn nem nướng. Hương ăn nem nướng. Đây là chả giò. Bữa tiệc này rất là linh đình, rất là có tới 40 người tham dự. Đây tiệc quay trưng chó. 40 người tham dự. 40 người quay trưng chó. Bây giờ thôi để cho 38 người chỉ còn 4 người còn lại. Còn 4 đối thủ vẫn còn ngồi trên bàn ăn. 36 đối thủ kia đã bị đánh ngã gục. Bây giờ là tới phiên Trung. Bạn Trung ăn cũng dữ lắm. Còn chưa lại lắm, sẵn là đi 2 tiền rưỡi. Đây là dĩa gỏi của bạn Trung. Bạn Trung đã ăn gần hết rồi. Trời. Ô bạn Trung ăn dữ quá. Cái miệng bạn Trung giống như bạn Trinh mà thôi. Sai lầm khi đưa máy cho bạn Trinh. Ôi, không có miếng thịt, không có miếng thịt luôn á. Ờ dữ ấy kìa. Trời ơi, bạn Trung ăn nhiều hơn bạn Trinh đó. Thế là Trung đang nhìn thịt kìa. Đang kiếm thịt, hết thịt rồi. Kỳ quá. Ê, người ta thường nói ăn rau giống heo. Rau giống heo. Đây thế là ba chơi một tô hoài nữa đạo là hả con gà 35 con gà. Nhìn do gà gì vậy? Đây là tác phẩm của tôi. Dừa gỏi. Quá. Thật là tuyệt vời. Còn đây là bạn Hương. Bạn Hương thôi ăn liếu lo luôn. Bạn Hương cho những lời ý kiến về món ăn của bạn. Món ăn này order rất là ngon. Order chuyện phải được làm. Còn đây là bạn Hạnh. Bạn Hạnh ăn giống như bạn Trung, cũng ăn liếu lo. Sao bạn đừng biết một cái vậy? Đủ rồi. Thôi chụp hình ngon tưởng.